Xin chào các bạn, xin chào toàn thể và anh chị em thân mến, xin chào mà du tuber của Nguyễn Tấn. Một buổi sáng và tràn đầy và hạnh phúc và ba gia đình và bên người thân. Thì hôm nay thì Nguyễn Tấn thì cũng quay về cái đề tài ngoài câu chuyện là cái tỉnh đất Bồng Lai, như quà cũng và gửi đến mà một anh đó tên là Lực Tàn. Thì những ngày qua thì trên cộng đồng mạng thì đã xôn xao mà rất là nhiều thì ngoài câu chuyện tỉnh thất Bồng Lai, nhưng mà ngoài nam chú tiểu hiện bây giờ là cũng được mà minh quan thì rất là rõ ràng là một con cha mẹ thì bị bỏ rơi rồi từ nhỏ đến lớn, rồi được các sư thầy lo và cho ăn cho học, dạy dỗ những rất là điều hay để phải, và nam chú tiểu mà rất là ngoan. Thì Nguyễn Tấn mà cho thấy gần thì năm chú tiểu đó thì rất là giỏi, học những các là điều hay lại phải, học những các mà các thầy mà được dạy và được giao cho. Thì năm chú tiểu này cũng đang mà chuẩn bị thi mà nó mà thách thức danh hài mà ba con mà nó sư án. Thì Nguyễn Tấn thì cũng đại cập đến mà gửi cho một anh thuộc cũng đang hiện bây giờ là cũng đang làm kênh mà YouTuber, nhưng mà cũng rất là nhiều người mà ủng hộ và theo dõi cho ảnh. Nhưng mà cái anh này thì em không muốn bao giờ là em muốn nói tên, nhưng mà cũng có rất là nhiều người cũng kêu em nói tên đi đặng cho biết là ai. Thì bây giờ thì em cũng đang mà cũng muốn nói tên luôn. Cái anh đó là tên là YouTuber là Lực Tàn mà chủ TV. Thì anh Lực Tàn thì em cũng nói anh như thế này. Anh Lực Tàn thì anh làm kênh trang YouTube, nhưng mà anh phải làm cho đâu ra đó đàng hoàng. Anh cái trang YouTube của anh á thì em đã coi rồi, nhưng mà thấy rất là nhiều mà trong bài mà quyết với hai bài mà video thì anh cũng đã có chửi và cái tỉnh thất Bồng Lai thì cũng rất là nhiều. Anh chửi và những mà năm sư thầy ông Chổng và những các sư thầy ông Chổng là người này tu giả, người tu thật gì đó, rồi đầu chọc này đầu cột kia. Thì em cũng nói anh như thế này, như anh làm kinh trang, như anh phải xem rõ những mà cái bài báo nào đó hay là những mà cái video nào đó, coi xem mà nó có đúng mà cái mà sự thật hay không, hay là anh xem một video nào đó mà không đúng mà nó mà chủ đề là không đúng mà nó khách quan, thì anh đứng lên thì anh mà xuyên đạt và tỉnh thất Bồng Lai thì anh chửi họ. Thì em thấy điều đó là anh quá mà hầu đồ, anh nói như vậy là không có đúng. Bây giờ em nói ví dụ, bây giờ anh làm kênh YouTube anh đưa lên như vậy, lỡ khi mà có một đứa trẻ nào đó hay là có một đứa nhỏ nào đó, gia đình của người nào đó mà coi thì sẽ gặp anh mà suy nghĩ như thế nào, rồi mà khi mà họ mà không cho mà đứa con đó mà coi video anh nữa thì rất là không có tốt. Tại vì anh làm video, anh làm kênh trang YouTuber mà anh đứng lên mà anh chửi thầy, anh chửi tục cái đồ, anh nói họ cái đồ, thì đứa trẻ đó mà nhìn vào được thì họ thì sẽ không bao giờ cho đứa con của họ thì mà xem những mà cái video nữa của mà anh nữa. Chứ em thấy rằng anh phải nó chỉnh sửa lại những mà cái lời nói của anh. Anh phải chỉnh sửa lại những mà cái phát ngôn của anh lại mới được. Tại vì là trong tỉnh thất Bồng Lai thì là những các sư thầy không bao giờ có đụng chạm mà và nó đến anh, và không có mà nói anh như mà thế nào hết. Nhưng mà đằng này thì anh đứng lên thì anh nhưng mà nó xuyên đạp họ, anh chửi họ kia đồn. Thì những người nào khác mà ủng hộ cho anh thì những người đó thì nó cũng đang và nó làm gây cho anh thôi.
nó gây mà nguy hiểm cho anh thôi, chứ mà không bao giờ mà lấy được nó. Nhưng mà họ không bao giờ họ có tốt với anh đó. Những người nào mà ủng hộ anh á, là những người đó là đứng đằng sau anh, là họ không bao giờ là nói tốt với anh đâu. Họ gây mà cái mà áp lực cho anh thôi. Nhưng mà anh được tàn, nhưng mà anh phải mà nó chỉnh sửa lại, anh phải chỉnh sửa lại đàng hoàng, và anh phải chỉnh đốn lại, và những câu mà cái phát ngôn của anh, anh coi những một trang báo nào đó, một bài viết nào đó thì anh phải xem cho chính xác, xong rồi anh mới đứng lên anh mà phải mà nó phát ngôn chứ như vậy. Nhưng mà anh đứng lên nhưng mà anh chửi họ kia đồ thì em thấy là điều đó nó không ít đúng. Thì mà cái video này, thì cái clip này thì em nó cũng gửi đến cho anh. Anh phải mà gửi những mà cái mà video đó anh xuống là điều đó là nó rất là tốt. Nhưng mà sau này anh làm cái YouTube thì anh làm phải cho nó chính xác đàng hoàng. Lực tàn. Tại vì trong tỉnh Thất Bồng Lai, tại vì là rất là nhiều người thì ta cũng là tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà ta không bao giờ đòi đụng chạm đến anh nhưng mà thế nào hết. Nhưng mà anh đứng lên mà anh chửi họ như vậy là điều không có tốt cho anh. Thì video này thì cũng gửi đến anh mà lực tàn tư quy, thì mong anh rằng có mà xem video mà của mà em được thì anh cho lời mà nhận xét nha. Xin chào mấy bạn, xin chào tôi hỏi, và anh với em chúc buổi sáng tràn đầy và hạnh phúc.